Một chuyên gia Trung cộng thừa nhận Trung cộng nên bỏ đường lưỡi bò vì không có lợi. Thưa quý vị, theo như báo VietnamNet ngày 19 tháng 9 năm 2020 loan tin, tại hội thảo trực tuyến tranh chấp hàng hài do Việt Đông Á phối hợp với viện icusop Shop Istak tổ chức ngày 18 tháng 9 vừa qua, Tiến sĩ Linan, chuyên gia nghiên cứu người Trung cộng tại Viện Đông Á nói rằng đã đến lúc Trung cộng phải từ bỏ đường chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò vì đường chín đoạn không hề có lợi cho quốc gia ông. Ông Li phân tích, đường chín đoạn đã khiến cho Trung Cộng và các nước ASEAN có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông gia tăng căng thẳng trong năm 2020. Đầu tháng 9, thì phía Indonesia đã gửi công hàm phản đối Trung Cộng khi một tàu hải cảnh Trung Cộng xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế nước này. Ngoài ra, đường chín đoạn vi phạm luật biển quốc tế của Trung Cộng cũng đang khiến cho nhiều nước trên thế giới phản đối còn phía Trung Cộng thì ngày càng có nhiều hành động khiêu khích trên Biển Đông. Vì vậy, ông Lee cho rằng việc từ bỏ đường chính đoạn sẽ giúp cho Trung Cộng tăng cường được quyền lực mềm và được lòng bạn bè trong ASEAN. Theo như ông Lee, lực lượng hải cảnh Trung Cộng buộc phải thực hiện theo mệnh lệnh cấp trên để bảo vệ đường chính đoạn. Tuy nhiên, trên thực tế, thì hành động của nhà cầm quyền Bắc Kinh không những không muốn từ bỏ đường chính đoạn mà ngược lại còn bày tỏ tham vọng to lớn hơn khi vừa qua tại Australia đã xuất hiện hình bản đồ trong sách dạy tiếng Trung có đường 23 đoạn ăn sát gần vào đất liền của Việt Nam.